Thưa quý vị và các bạn, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hôm nay, đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ, Quảng Trị. Tham gia đoàn có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh, lực lượng vũ trang và các huyện, thị xã, thành phố. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 332 liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín là nơi yên nghỉ của hơn 9,5 nghìn liệt sĩ. Trong đó, có 133 liệt sĩ người Hưng Yên trong trận chiến 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị, hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã hy sinh anh dũng. Đoàn công tác đã đặt vòng hoa dâng hương, dành phút tưởng niệm, đồng thời thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ quê Hưng Yên và Hải Dương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, đặt vòng hoa dâng hương tại Đài Trung tâm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đoàn công tác đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, dân tộc, tự do của Tổ quốc, đồng thời nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước và các thế hệ cha anh, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa, 100 triệu đồng cho quỹ từ người nghèo tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình, ngày mai mùng 10 tháng 7, đoàn công tác sẽ tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đảo Yến thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của đoàn công tác trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.